Chào mừng các em đã đến với www sửa máy 66. Bây giờ chúng ta hãy ngồi cách màn hình máy tính khoảng 1 mét, ngồi đúng tư thế và bắt đầu học bài. Bài 17. Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa từ sau ngày 2 tháng 9 năm 1945 đến trước ngày 19 tháng 12 năm 1946. Trong hơn năm đầu của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, cách mạng đứng trước muôn vàn khó khăn thử thách. Có giải quyết được thì thành quả cách mạng tháng 8 mới được giữ vững và phát huy. Xây dựng chính quyền cách mạng, diệt giặc đói, giặc dốt, khắc phục khó khăn về tài chính, đấu tranh chống ngoại xâm, nội phản, bảo vệ chính quyền là những nhiệm vụ cấp bách của đảng, chính phủ và nhân dân ta. Một La Mã. Tình hình nước ta sau cách mạng tháng 8 năm 1945. Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vừa ra đời đã phải đối mặt với muôn vàn khó khăn thử thách. Quân đội các nước đồng minh dưới danh nghĩa giải giáp quân Nhật đã lũ lượt kéo vào nước ta. Từ vĩ tuyến 16 trở ra Bắc, gần 20 vạn quân Trung Hoa Dân Quốc kéo vào đóng ở Hà Nội và hầu hết các tỉnh. Theo sau chúng là tay sai thuộc các tổ chức phản động như Việt Nam Quốc Dân Đảng, Việt Quốc, Việt Nam Cách Mạng Đồng Minh Hội, Việt Cách, về nước hòng cướp chính quyền của ta. Từ vĩ tuyến 16 trở vào Nam, quân Anh tạo điều kiện cho thực dân Pháp quay trở lại xâm lược. Lợi dụng tình hình đó, bọn phản động trong nước ngóc đầu dậy, làm tay sai cho Pháp chống phá cách mạng. Ngoài ra, trên cả nước ta còn 6 vạn quân Nhật chờ giải giáp. Một bộ phận quân Nhật theo lệnh quân Anh đánh lại lực lượng vũ trang của ta, tạo điều kiện cho quân Pháp mở rộng phạm vi chiếm đóng. Trong khi đó, chính quyền cách mạng vừa mới thành lập, chưa được củng cố, lực lượng vũ trang còn non yếu, nền kinh tế nông nghiệp nước ta vốn đã lạc hậu, lại bị chiến tranh tàn phá nặng nề. Hậu quả của nạn đói cuối năm 1944, đầu năm 1945 chưa khắc phục được. Tiếp đó là nạn lụt lớn, làm vỡ đê ở chín tỉnh Bắc Bộ, rồi hạn hán kéo dài, khiến cho nửa tổng số ruộng đất không canh tác được. Nhiều xí nghiệp còn nằm trong tay tư bản Pháp. Các cơ sở công nghiệp của ta chưa kịp phục hồi sản xuất, hàng hóa khan hiếm, giá cả tăng vọt, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. Ngân sách nhà nước lúc này hầu như trống rỗng, kho bạc nhà nước chỉ có hơn 1,2 triệu đồng. Chính quyền cách mạng chưa quản lý được ngân hàng Đông Dương. Trong lúc đó, quân Trung Hoa Dân Quốc lại tung ra thị trường các loại tiền Trung Quốc đã mất giá, làm cho nền tài chính nước ta thêm rối loạn. Tàn dư văn hóa lạc hậu của chế độ thực dân phong kiến để lại hết sức nặng nề, hơn 90% dân số không biết chữ. Đất nước đứng trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Tuy nhiên, thuận lợi của chúng ta lúc bấy giờ là rất cơ bản. Nhân dân ta đã giành quyền làm chủ, bước đầu được hưởng quyền lợi do chính quyền cách mạng đưa lại nên rất phấn khởi, gắn bó với chế độ. Cách mạng nước ta có đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng suốt lãnh đạo. Trên thế giới, hệ thống xã hội chủ nghĩa đang hình thành, phong trào giải phóng dân tộc, dâng cao ở nhiều nước thuộc địa và phụ thuộc. Phong trào đấu tranh vì hòa bình dân chủ phát triển ở nhiều nước tư bản. Câu hỏi: tình hình nước ta sau cách mạng tháng 8 năm 1945 có những thuận lợi và khó khăn gì? Hai La Mã: bước đầu xây dựng chính quyền cách mạng, giải quyết nạn đói, nạn dốt và khó khăn về tài chính. Một nhỏ, xây dựng chính quyền cách mạng. Chỉ một tuần sau khi nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời, chính phủ lâm thời công bố lệnh tổng tuyển cử trong cả nước. Ngày 6 tháng 1 năm 1946, vượt qua mọi hành động chống phá của kẻ thù, hơn 90% cử tri trong cả nước đi bỏ phiếu, bầu được 333 đại biểu khắp Bắc Trung Nam vào Quốc hội, tượng trưng cho khối đoàn kết toàn dân tộc. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc, nhân dân ta được thực hiện quyền công dân, bầu những đại biểu chân chính của mình vào cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước. Sau cuộc bầu cử quốc hội, các địa phương thuộc Bắc Bộ và Trung Bộ tiến hành bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp, tỉnh, xã, theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu. Ủy ban hành chính các cấp được thành lập. Ngày 2 tháng 3 năm 1946, tại kỳ họp đầu tiên ở Hà Nội, Quốc hội xác nhận thành tích của chính phủ lâm thời trong những ngày đầu xây dựng chế độ mới, thông qua danh sách Chính phủ Liên hiệp Kháng chiến
do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu và lập ra ban dự thảo hiến pháp. Bản hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa được Quốc hội thông qua ngày 9 tháng 11 năm 1946. Lực lượng vũ trang được chú trọng xây dựng. Việt Nam Giải Phóng Quân thành lập vào tháng 5 năm 1945, được chấn chỉnh và đổi thành về Quốc đoàn tháng 9 năm 1945. Ngày 22 tháng 5 năm 1946, về Quốc đoàn được đổi thành Quân đội Quốc gia Việt Nam. Cuối năm 1945, lực lượng dân quân tự vệ đã tăng lên hàng chục vạn người, có mặt ở hầu hết các thôn xã, đường phố, xí nghiệp trên khắp cả nước. Hai nhỏ, giải quyết nạn đói. Để giải quyết nạn đói, chính phủ đề ra nhiều biện pháp cấp thời như tổ chức quyên góp, điều hòa thóc gạo giữa các địa phương trong cả nước, nghiêm trị những kẻ đầu cơ tích trữ gạo. Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi nhân dân cả nước nhường cơm sẻ áo. Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên khắp cả nước, nhân dân ta lập hũ gạo cứu đói, tổ chức ngày đồng tâm không dùng gạo, ngô, khoai sắn để nấu rượu. Để giải quyết căn bản nạn đói, tăng gia sản xuất là biện pháp hàng đầu và có tính chất lâu dài. Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi tăng gia sản xuất, tăng gia sản xuất ngay, tăng gia sản xuất nữa. Một phong trào thi đua tăng gia sản xuất dấy lên khắp cả nước dưới khẩu hiệu tất đất tất vàng, không một tất đất bỏ hoang. Chính quyền cách mạng ra lệnh bãi bỏ thuế thân và các thứ thuế vô lý khác của chế độ cũ, giảm tô 25%, giảm thuế ruộng đất 20%, tạm cấp ruộng đất bỏ hoang cho nông dân thiếu ruộng, chia lại ruộng đất công theo nguyên tắc công bằng dân chủ. Nhờ các biện pháp tích cực trên, sản xuất nông nghiệp nhanh chóng được phục hồi, nạn đói dần dần bị đẩy lùi. Ba nhỏ, giải quyết nạn dốt. Xóa nạn mù chữ, nâng cao trình độ văn hóa cho nhân dân là một trong những nhiệm vụ cấp bách cần giải quyết. Ngày 8 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập Nha Bình Dân Học Vụ, cơ quan chuyên trách về chống giặc dốt, và kêu gọi nhân dân cả nước tham gia phong trào xóa nạn mù chữ. Trong vòng một năm, từ tháng 9 năm 1945 đến tháng 9 năm 1946, trên toàn quốc đã tổ chức gần 76.000 lớp học xóa mù chữ cho hơn 2,5 triệu người. Trường học các cấp phổ thông và đại học sớm được khai giảng nhằm đào tạo những công dân và cán bộ trung thành, có năng lực phụng sự tổ quốc. Nội dung và phương pháp giáo dục bước đầu được đổi mới theo tinh thần dân tộc dân chủ. Bốn nhỏ, giải quyết khó khăn về tài chính. Để khắc phục tình trạng trống rỗng về ngân sách, chính phủ kêu gọi tinh thần tự nguyện đóng góp của nhân dân cả nước. Hưởng ứng cuộc vận động xây dựng quỹ độc lập, phong trào tuần lễ vàng do chính phủ phát động, nhân dân ta hăng hái đóng góp tiền của, vàng bạc, ủng hộ nền độc lập của Tổ quốc. Chỉ trong thời gian ngắn, nhân dân đã tự nguyện đóng góp 370 kg vàng, 20 triệu đồng vào quỹ độc lập, 40 triệu đồng vào quỹ đảm phụ quốc phòng. Ngày 23 tháng 11 năm 1946, Quốc hội quyết định cho lưu hành tiền Việt Nam trong cả nước thay cho tiền Đông Dương của Pháp trước đây. Câu hỏi: hãy nêu những kết quả chủ yếu đạt được trong năm đầu xây dựng chính quyền cách mạng, giải quyết khó khăn của đất nước sau cách mạng tháng 8. Ba La Mã: đấu tranh chống ngoại xâm và nội phản, bảo vệ chính quyền cách mạng. Một nhỏ: kháng chiến chống thực dân Pháp trở lại xâm lược ở Nam Bộ. Với dã tâm xâm lược nước ta một lần nữa, ngay sau khi phát xít Nhật đầu hàng đồng minh, chính phủ De Gaulle đã quyết định thành lập một đạo quân viễn chinh dưới quyền chỉ huy của tướng Leclerc, đồng thời cử đô đốc D'Assanglier làm cao quỹ Pháp ở Đông Dương. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, khi nhân dân Sài Gòn Chợ Lớn tổ chức meeting chào mừng ngày độc lập, thực dân Pháp đã xả súng vào dân chúng, làm 47 người chết và nhiều người bị thương. Ngày 6 tháng 9 năm 1945, quân Anh với danh nghĩa đồng minh đã vào giải giáp phát xít Nhật, đến Sài Gòn, kéo theo sau là một đại đội quân Pháp. Vừa đến Sài Gòn, quân Anh yêu cầu ta giải tán lực lượng vũ trang, thả hết tù binh Pháp do Nhật giam giữ sau ngày 9 tháng 3 năm 1945, trang bị vũ khí cho số tù binh này và cho quân Pháp chiếm đóng những nơi quan trọng trong thành phố. Đêm 22, rạng sáng 23 tháng 9 năm 1945, được sự giúp đỡ của quân Anh,
thực dân Pháp cho quân đánh úp trụ sở Ủy ban Nhân dân Nam Bộ và cơ quan tự vệ thành phố Sài Gòn, mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược nước ta lần thứ hai. Quân dân Sài Gòn Chợ Lớn cùng với quân dân Nam Bộ đã nhất tề đứng lên chiến đấu chống quân xâm lược. Các chiến sĩ lực lượng vũ trang của ta đột nhập sân bay Tân Sơn Nhất, đốt cháy tàu Pháp vừa cập bến Sài Gòn, đánh phá kho tàng, phá nhà giam. Phối hợp với các lực lượng vũ trang, nhân dân Sài Gòn Chợ Lớn đấu tranh phá nguồn tiếp tế của địch, không hợp tác với chúng, dựng chướng ngại vật và chiến lũy trên đường phố. Các công sở, trường học, nhà máy, hãng buôn đóng cửa, chợ không họp, tàu xe ngừng chạy, điện nước bị cắt, quân Pháp trong thành phố bị bao vây và luôn bị tấn công. Ngày 5 tháng 10 năm 1945, tướng Le Clerc đến Sài Gòn cùng với nhiều đơn vị bộ binh và xe bọc thép mới từ Pháp sang tăng viện. Với lực lượng được tăng cường, lại có sự hỗ trợ của quân Anh và quân Nhật, quân Pháp phá vòng vây Sài Gòn Chợ Lớn, rồi mở rộng đánh chiếm Nam Bộ và cực Nam Trung Bộ. Trung ương Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết tâm lãnh đạo kháng chiến, huy động lực lượng cả nước chi viện cho Nam Bộ và Nam Trung Bộ. Hàng vạn thanh niên hăng hái gia nhập quân đội, xung vào các đoàn quân Nam tiến, sát cánh cùng với nhân dân Nam Bộ và Nam Trung Bộ chiến đấu. Những cán bộ và chiến sĩ hăng hái, có kinh nghiệm chiến đấu, những vũ khí trang bị tốt nhất của ta lúc đó đều dành cho đoàn quân Nam tiến. Nhân dân Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ còn thường xuyên tổ chức quyên góp tiền gạo, áo quần, thuốc men, ủng hộ nhân dân Nam Bộ và Nam Trung Bộ kháng chiến. Hai nhỏ, đấu tranh với quân Trung Hoa Dân Quốc và bọn phản cách mạng ở miền Bắc. Trong hoàn cảnh phải đối phó với cuộc xâm lược trở lại của thực dân Pháp ở Nam Bộ, sự uy hiếp của quân Trung Hoa Dân Quốc ở ngoài Bắc nhằm lật đổ chính quyền cách mạng, Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh vạch rõ, tránh trường hợp một mình đối phó với nhiều kẻ thù cùng một lúc, từ đó chủ trương tạm thời hòa hoãn, tránh xung đột với quân Trung Hoa Dân Quốc. Với danh nghĩa quân đồng minh vào giải giáp quân Nhật, quân Trung Hoa Dân Quốc không dám ra mặt công khai, mà dùng bọn tay sai diệt quốc, diệt cách, phá hoại cách mạng nước ta từ bên trong. Dựa vào quân Trung Hoa Dân Quốc, bọn tay sai đòi ta phải cải tổ chính phủ, dành cho chúng một số ghế trong quốc hội không qua bầu cử, đòi những người cộng sản ra khỏi chính phủ. Nhằm hạn chế sự phá hoại của quân Trung Hoa Dân Quốc và tay sai, tại kỳ họp đầu tiên ngày 2 tháng 3 năm 1946, Quốc hội khóa 1 đồng ý nhường cho các đảng diệt quốc, diệt cách 70 ghế trong quốc hội không qua bầu cử, cùng với 4 ghế bộ trưởng trong chính phủ liên hiệp. Nguyễn Hải Thần, lãnh tụ diệt cách, giữ chức phó chủ tịch nước, đồng thời nhân nhượng cho quân Trung Hoa Dân Quốc một số quyền lợi kinh tế như cung cấp một phần lương thực, thực phẩm, phương tiện giao thông vận tải, cho phép lưu hành tiền Trung Quốc trên thị trường. Để giảm bớt sức ép công kích của kẻ thù, tránh những hiểu lầm trong nước và ngoài nước có thể trở ngại đến tiền đồ, sự nghiệp giải phóng dân tộc, đồng thời đặt lợi ích dân tộc lên trên hết, Đảng Cộng sản Đông Dương tuyên bố tự giải tán ngày 11 tháng 11 năm 1945, nhưng thật ra là tạm thời rút vào hoạt động bí mật, tiếp tục lãnh đạo đất nước, lãnh đạo chính quyền cách mạng. Đối với các tổ chức phản cách mạng, tay sai của Trung Hoa Dân Quốc, diệt cách, chính quyền cách mạng dựa vào quần chúng, kiên quyết vạch trần âm mưu và những hành động chia rẽ phá hoại của chúng. Những kẻ phá hoại có đủ bằng chứng thì bị trừng trị theo pháp luật. Chính phủ còn ban hành một số sắc lệnh nhằm trấn áp bọn phản cách mạng. Những biện pháp trên đã hạn chế đến mức thấp nhất các hoạt động chống phá của quân Trung Hoa Dân Quốc và tay sai, làm thất bại âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng của chúng. Ba nhỏ, hòa hoãn với Pháp nhằm đẩy quân Trung Hoa Dân Quốc ra khỏi nước ta. Sau khi chiếm đóng các đô thị ở Nam Bộ và Nam Trung Bộ, thực dân Pháp thực hiện kế hoạch tiến quân ra Bắc nhằm thôn tính cả nước ta. Để thực hiện ý đồ trên, thực dân Pháp điều đình với chính phủ Trung Hoa Dân Quốc và ký hiệp ước Hoa Pháp ngày 28 tháng 2 năm 1946. Theo đó, Trung Hoa Dân Quốc được Pháp trả lại các tô giới, nhượng địa của Pháp trên đất Trung Quốc và được vận chuyển hàng hóa qua cảng Hải Phòng và Vân Nam không phải đóng thuế. Đổi lại, Pháp được đưa quân ra Bắc thay quân Trung Hoa Dân Quốc làm nhiệm vụ giải giáp quân Nhật. Hiệp ước Hoa Pháp đã đặt nhân dân ta trước sự lựa chọn một trong hai con đường.
hoặc cầm súng chiến đấu chống thực dân Pháp, không cho chúng đổ bộ lên miền Bắc, hoặc hòa quảng, nhân nhượng Pháp để tránh tình trạng phải đối phó cùng một lúc với nhiều kẻ thù. Ngày 3 tháng 3 năm 1946, Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp do Hồ Chí Minh chủ trì đã chọn giải pháp hòa để tiến. Chiều ngày 6 tháng 3 năm 1946 tại Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ký với Saint-Denis, đại diện Chính phủ Pháp, bản Hiệp định sơ bộ. Nội dung cơ bản của Hiệp định là Chính phủ Pháp công nhận nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là một quốc gia tự do, có chính phủ riêng, nghị viện riêng, quân đội riêng, tài chính riêng và là thành viên của Liên bang Đông Dương, nằm trong khối Liên hiệp Pháp. Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thỏa thuận cho 15.000 quân Pháp ra Bắc thay quân Trung Hoa Dân Quốc làm nhiệm vụ giải giáp quân Nhật. Số quân này sẽ đóng tại những địa điểm quy định và rút dần trong thời hạn 5 năm. Hai bên ngừng mọi cuộc xung đột ở phía Nam và giữ nguyên quân đội của mình tại vị trí cũ, tạo không khí thuận lợi đi đến cuộc đàm phán chính thức bàn các vấn đề về ngoại giao của Việt Nam, chế độ tương lai của Đông Dương, quyền lợi kinh tế và văn hóa của người Pháp ở Việt Nam. Ký hiệp định sơ bộ hòa quảng với Pháp, ta đã tránh được cuộc chiến đấu bất lợi vì phải chống lại nhiều kẻ thù cùng một lúc, đẩy được 20 vạn quân Trung Hoa Dân Quốc cùng bọn tay sai ra khỏi nước ta, có thêm thời gian hòa bình để củng cố chính quyền cách mạng, chuẩn bị lực lượng mọi mặt cho cuộc kháng chiến lâu dài chống thực dân Pháp về sau. Sau khi ký hiệp định sơ bộ, thực dân Pháp vẫn tiếp tục gây xung đột vũ trang ở Nam Bộ, lập chính phủ Nam Kỳ tự trị, âm mưu tách Nam Bộ ra khỏi Việt Nam. Do ta đấu tranh kiên quyết, cuộc đàm phán chính thức giữa hai chính phủ Việt Nam và Pháp được tổ chức tại Fontainebleau, Pháp từ ngày 6 tháng 7 năm 1946. Cuộc đàm phán thất bại vì phía Pháp ngoan cố không chịu công nhận độc lập và thống nhất của nước ta. Trong lúc đó, tại Đông Dương, quân Pháp tăng cường những hoạt động khiêu khích, quan hệ Việt Pháp ngày càng căng thẳng, có nguy cơ nổ ra chiến tranh. Trước tình hình đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh bấy giờ đang ở thăm nước Pháp với tư cách là thượng khách của chính phủ Pháp, đã ký với Moutet, đại diện của chính phủ Pháp, bản tạm ước ngày 14 tháng 9 năm 1946, tiếp tục nhân nhượng Pháp một số quyền lợi về kinh tế văn hóa ở Việt Nam. Bản tạm ước đã tạo điều kiện cho ta kéo dài thời gian hòa quảng để xây dựng, củng cố lực lượng, chuẩn bị bước vào cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp không thể tránh khỏi. Câu hỏi: Đảng và chính phủ cách mạng đã thực hiện chủ trương, sách lược như thế nào đối với quân Trung Hoa Dân Quốc và bọn phản cách mạng ở phía Bắc sau cách mạng tháng 8 năm 1945? Hiệp định sơ bộ Việt Pháp ngày 6 tháng 3 năm 1946 được ký kết trong hoàn cảnh như thế nào? Nêu nội dung và ý nghĩa của hiệp định. Câu hỏi và bài tập. 1. Những khó khăn của cách mạng nước ta sau cách mạng tháng 8 năm 1945 đã được đảng và chính phủ cách mạng giải quyết như thế nào? Nêu kết quả và ý nghĩa. 2. Đảng và chính phủ cách mạng đã thực hiện chủ trương, sách lược như thế nào đối với Pháp trong thời gian trước ngày 6 tháng 3 và từ ngày 6 tháng 3 năm 1946. Cảm ơn đã xem, mời bạn đăng ký để theo dõi các video tiếp.